Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Địa Tứ. Hôm nay là ngày 4 tháng 11 2024. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem video này ha. Hôm nay anh em tụi mình sẽ cùng nhau chơi vì tướng Harry nha. Con Caesar đã bị bọn chúng ăn rồi. Và đây sẽ là một tướng comeback. Đây này, tụi nó đang tề tụ khá đông tại giữa. Tổng cộng là hai người vượt trội hơn vì cái phần nhân lực long kiếm đã được hiệu triệu ra. Và chúng ta đang tạo ra được dùng lực lượng chuẩn. Nó đủ sức để có thể hạ bệ được hai thành viên bên kia một cách quá là dễ dàng đi. Yeah, ok, ngon. Nhìn qua sơ một tí về thế trận cả hai bên đi ha. Đầu tiên là nói về đỏ đỏ. Điểm mạnh của bọn chúng là đang sở hữu một cái quân bài thường xuyên nằm trong danh sách lậu tù cấm gọi tên là Esu. Và đây không biết phải là một Esu người chơi micro player hay không. Vậy các bạn hào phần giải về đệ tứ trong số video này nhé. Bọn chúng có đưa cho mình cái năng càng lướt trong giao tranh cũng rất là dữ, đến từ quân bài Crep luôn nữa. Khoảng thời gian đầu game mà bọn chúng đã có đưa cho mình con Caesar như vậy thì thế chủ động tạm thời đang dành cho bọn họ. Lượng máu đang bị suy kiệt khá là nhiều. Coi chừng như bạn ơi, Crep đang có những cái động thái di chuyển một cách rất là tự tin, đi thẳng vào trong trụ luôn. Quân đoàn địa ngục cô nàng Kali đang dần được xoáy ra và thấy áp đảo đang dành cho bọn họ. Bọn chúng đã có thể khí tuyệt thân vong được cô nàng Xeonat rồi ha. Bình tĩnh xíu anh em ơi, chờ thêm chút nữa đi. Các bạn biết đó, Eri là một vị tướng mà chúng ta có khả năng tạo ra yếu tố đột biến trong giao tranh. Nó sẽ rất là đã nếu như mà bạn có phép bộ trợ đột biến. Tuy nhiên Eri trong ván game này lại đi rừng, nhưng đó chỉ là hạn chế đi mức độ biến ảo mà thôi. Chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tạo ra được những cái pha đột biến bằng cách là lướt lên bằng chiêu hai dùng ra cho mình cuối là long kiếm chắc cú một thằng bên kia sẽ bị tuyệt mạng. Và câu trả lời đó chính là thằng Brave, và con số này nó chưa dừng lại đâu, thậm chí là cả thằng Esu luôn nữa nè. Nó mà chạy vượt pha này tôi đổi tên kênh để tướng ốc chó luôn, bởi vì đồng đội tôi ngay cánh sau. Bạn có thể thấy được rằng một cái pha initiate khá là hiệu quả khi mà chúng ta có được dùng được cái sự phối hợp đến từ những người cộng sự. Bởi vì tướng Eri chúng ta cần phải cố gắng farm thật là nhiều, bởi vì đây là một cái vị tướng mà nó có sát thương chuẩn. Sát thương chuẩn của một bọn mình nó sẽ rất phù hợp với món trang bị là cái nanh Penny, đúng không ạ? Một ván game mà tôi sẽ cố gắng lên đâu đó khoảng chừng 2 hoặc 3 cái nanh nha, quýnh cho nó đã. Nói đi thì cũng sẽ phải nói lại. Mặc dù bọn chúng đang có Esu nhưng tụi mình cũng đã có một cái phương án dự phòng nếu như đây là một Esu cáo già, nếu như đây là một Esu có kỹ năng. Đó chính là chúng ta có Kali, được xem là thiên địch của Esu luôn. Mong rằng Kali sẽ có thể tận dụng tốt được cho mình quân đoàn địa ngục để có thể vô hiệu hóa sức mạnh của Esu ở thời điểm giao tranh nhạy cảm. Tôi nghe được tuyến thủy thần ở tuyến đường dưới rồi. Một tình huống comeback mà 3-3, anh em coi chừng nha. Thằng Tulen đang dần tới đó các bạn ơi. Cẩn thận nha bạn ơi, tôi clear xong đợt lính này tôi sẽ qua tiếp viện hỗ trợ đồng đội ngay. Bình tĩnh nào các bạn ơi, chúng ta không kịp để ăn ra cho mình con bùa rồi. Thằng Tulen đã thấy được vị trí của tôi rồi và chắc cú tụi nó sẽ không dám giao tranh đâu bạn ơi. Một con mắt ưng nhãn đã được nổ ra và đó là viễn trình kết. Esu đang bị xoáy quá tuyệt vời đi bạn ơi. Đúng rồi bạn ơi, đó là những gì chúng ta đang cần nữa nè. Quốc nó được không đây? Bọn chúng sẽ chấp nhận bỏ trụ và bọn chúng rất là khôn lỗi. Bọn chúng thấy được rằng không có cơ hội để thắng bọn mình ở tuyến đường dưới và bọn chúng đã nhanh nhảo di chuyển sang đường giữa để có thể break down thì mình công trình trụ đó rồi. Lùi về xíu anh em ơi, chúng ta đang thắng thế ở tất cả các mặt trận. 5 phút đã trôi qua và chúng ta đã và đang có thể tạo ra được cho mình cái sự biến thiên về mặt sức mạnh cũng như là về mặt lượng vàng luôn rồi. Hy vọng rằng với thế chủ động này chúng ta sẽ có thể kiểm soát tốt được những nguồn tài nguyên, bởi vì nó vẫn đang là những sự lựa chọn dành cho bọn mình. Quay trở lại câu chuyện bọn mình về vị tướng Eri. Các bạn biết đó, sức mạnh của Eri sẽ được khai phá khi mà chúng ta thỏa một vài cái điều kiện như sau. Thứ nhất là quăng cái chiêu 1 cho nó chuẩn nè. Thứ hai nữa là sau khi tung cái chiêu 2 như quýnh thượng phát để tận dụng sát thương chuẩn. Thứ ba nữa là khi có đòn đánh thường thứ tư cường hóa như quýnh thượng phát. Và bạn ơi, nó mà chạy vượt pha này tôi đổi tên kênh. À thôi bạn ơi, ok tôi đổi tên kênh thành đệ tứ thôi. Tiếc quá, cái pha vừa rồi tôi quá khinh địch luôn bạn ơi. Hồi nãy là tôi có được đòn đánh thường thứ tư rồi, tôi quýnh một phát thôi là nó ra sát thương chuẩn rồi, nhưng mà tôi ý y tôi lại lướt lên một phát nữa, thành ra tôi không thể nào tận dụng được cái đòn đánh thường sát thương chuẩn thứ tư đó. Uổng ghê vậy đó. Không sao, đó sẽ là một cái kinh nghiệm, đó sẽ là một cái bài học quý giá để cho bọn mình không mắc phải cái sai lầm như vừa rồi bạn nhỉ. Dù sao thì chúng ta vẫn đang nắm trước được mình thế trận chủ động. Với cái đà này, lối chơi chủ động, lối chơi quả cảm, lối chơi quyết đoán sẽ được chúng ta thi phạm nhiều hơn trong bản game này. Minimap đang cho bọn mình thấy được rằng bọn chúng đang cắt cử lực lượng ra để coi coi tụi nó làm gì tiếp đây. Hiện tại đang tạm thời tàn hình trên bản đồ nha. Thằng Triệu Vân đang di chuyển qua hàng rồng, coi chừng nó đang ăn rồng đó bạn ơi. Để coi tình hình coi, tổng cộng 3 đứa ở đường trên nè. Anh bạn Murat khó mà sống sót ở một cái pha nguy biến như vậy rồi ha. Thôi lượm nhẹ con rồng đi. Chúng ta cùng nhau chờ đợi con Caesar phút thứ 8 nha. 6 phút rưỡi, gần 7 phút rồi nha bạn ơi. Và chắc cú là tụi nó sẽ có được dùm con rồng ở thời điểm phút thứ 7 này thôi. Và chúng ta sẽ sẵn sàng giao chiến với bọn họ luôn hay không? Đây tụi mình đang có 3 người đang ngự tại rừng giữa. Tôi đang đầy đủ 2 bùa lợi rồi, quất được anh em ơi. Đối tượng mà chúng ta hướng tới sẽ là thằng Esu nha. Đang ngắm nghía nè, đang canh nè, bị trí thấy rồi. Tàn hình nè bạn ơi, ăn phải cho mình pha chón rồi. Lướt vào câu kéo đi mình cưới của nó. Ôi chừng nha.
Có một đối tượng nào đó đang tại hang Bùa Xanh, thế áp đảo chủ động vẫn đang dành cho bọn mình đến từ cái quân đoàn địa ngục đó. Cố gắng clear đi cho mình những con Caesar tiên phong này. Những cái pha viễn trình kích hơi bị chuẩn nhưng không sao cả, đều trúng vào vị trí của tôi rồi. Người ta đang tạo trở thành bức tường thành vững chắc, lướt vào chiêu 2 hộp rồi bạn ơi. Đang là một cái thế quần thảo, chúng ta sẵn sàng có những cái tình huống trade down và solo quyết chiến với bọn họ. Nhưng tụi nó đang chơi với một cái giải pháp an toàn hơn. Bọn chúng muốn tìm kiếm một cơ hội nào đó combat nó thuận lợi hơn. Quỷ thần nên từ rep nó không mang một cái tính chất là quyết chiến, nó chỉ mang tính chất là xua đuổi bọn mình mà thôi. Đang tiến hành dương đồng kích tay bắt đo đến từ Triệu Vân kìa bạn ơi. Chóng được rồi bạn ơi, lướt vào bạn ơi, long kiếm bạn ơi, chạy về bạn ơi, không đủ sức chơi rồi bạn ơi. Chúng ta quá thiếu hụt về cái phần sát thương mà về phần nhân lực, ông nội ơi nó dí tôi quá ơi. Không sao cả, tôi chạy về được rồi nha. Sao kỳ Yui, sao tôi thấy cái cảnh này nó quen quá Yui ơi. Sao càng quýnh nó càng thua Yui. Chắc cứu là bọn mình sẽ mất đi dùm được công trình trụ thứ hai rồi. Triệu Vân nó quá là mạnh bạo luôn. Nó đang độc lai độc vãng tại nơi kia. Và chắc cứu là tụi nó sẽ có được lưỡng dụng, vừa có con Caesar và vừa có những công trình trụ của bọn mình rồi. Ta cần phải làm những gì đây là bạn? Mua mặt trên mình một cái bộ trang phục khá là đẹp. Nhưng dường như anh ta đang chơi cho mình chiến thuật ngự. Sau đó lộn, chơi cho mình chiến thuật gì đó tôi không biết nữa. Nhưng mà sao cùi bắp quá vậy ba? Con mắt luôn đặt ở những cái vị trí rất là chiến lược. Những gì chúng ta cần làm là phá đi cho mình những con mắt này cái đã. Thằng Esu bên kia ghê gớm quá. Làm sao chúng ta có thể thoát ra khỏi cái ma trận mà bọn chúng đã dăng ra như thế này đây? Cần lắm thì mình cái sự kết hợp đến từ anh em. Vẫn đang là một cái áp lực về mặt tâm lý cho bọn mình khi mà bọn chúng đang tạm thời tan hình trên bản đồ. Caesar vẫn chưa được ăn nhưng những con mắt nó mang lại cái khả năng được gọi là kiểm soát rất chặt chẽ dành cho bọn họ. Tôi đã có thể phá được cho mình con mắt tại nơi đây rồi, quất ra được chưa? Sẵn sàng chưa? Esu nè, giật sang bên kia, đại địa chấn nè, nảy ra không trúng bất kỳ một đối tượng nào cả. Bọn chúng đang cố gắng rút lui bỏ chạy nhưng tôi đang cố gắng tìm một góc nào đó để có thể ám toán được cho mình. Thằng Esu vẫn đang canh núp lùm cơ hội nè bạn ơi. Ngày tàn của nó tới rồi đó. Hiểu kiểu ra cho mình cứu đồng kiếm chống cự với ba người bên kia đang có điều mà canh xe Flynn và che chắn không đủ tốt lên từ những người cộng sự. Thì tớ đã có thể đồng quy vô tận cùng với thằng Esu rồi. Sứ mệnh của tôi đến đây là hết, phần còn lại cứ việc giao cho team mà thôi. Người chơi mà xanh xao nhất bên phía mình kia đó chính là thằng Triệu Vân. Các bạn cần phải cảnh giác, đặc biệt là những cái vị trí chủ lực sát thương của bọn mình. Xeonat đang được bắn kia kìa, rất tốt bạn ơi. Ok, chúng ta đang vượt trội hơn bọn chúng vì cái phần nhân lực có mang lại cho bọn mình cái thế chủ động để ăn ra cho mình con Caesar này không. Đây câu trả lời là có, rất quyết đoán nên thừa thua rồi. Ok, ngon rồi, lượm con Caesar đi nào anh em ơi. Có được cho mình cái đại đầu Caesar này, chúng ta sẽ có thể cân bằng trở lại về mặt lợi thế cũng như là boost thêm morale, tăng thêm nhuệ khí cho bọn mình đó. Tiếp tục câu chuyện bọn mình về vị tướng Airy. Các bạn biết đó, cái cách mà chơi Airy dễ dàng nhất khi mà chúng ta không mang cái phép tốc biến là lướt lên bằng chiêu 2, quăng phát chiêu 1. Nếu như quăng trúng là chơi khô máu với tụi nó. Còn nếu mà quăng hộp thì dùng chiêu cuối để bỏ chạy đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cố gắng dùng cái combo đó nhiều thường xuyên hơn nha bạn ơi. Ok, thấy rồi, hai đứa núp bụi baby ơi, lướt lên hai phát nhẹ sát thương chuẩn, long kiếm nổ ra ăn nhẹ cho mình pha choáng trên CC đơn nhượng trong chất. Và chúng ta vẫn đang có được cho mình cái sự quấy phá đồng đội tiếp viện tới Shigemusan Hotel, không hợp lý một xíu nào cả. Vì đệ tứ là bị quýnh xịt mất mỏ trong cái pha vừa rồi. Xeonat cô ta núp lầm quá lâu đi, không có được dùng cái sự hỗ trợ đến từ những người anh em. Không sao cả, chúng ta cũng đã có thể kéo theo cái thằng Esu bên kia rồi đúng không ạ? Rồi để coi coi anh em sẽ làm được những gì đây. Đang là một cái pha bánh mì kẹp thịt Ryoma nha. Mức độ cơ động của nó, thằng ở biến gì đó ăn phải một pha ảo trảm. Toro đang ăn quá nhiều mạng, nó mang lại cho anh ta cái sự thỏa mãn về mặt thị giác, nhưng nó thực sự là một con dao hai lưỡi. Anh ta cần phải tiết chế cái việc ăn mạng của mình lại và nhường cái điểm bức hạ đó cho cô nàng Xeonat đi nào. Xeonat đang được bắn, chúng ta đang tiến hành thể hòa đồng trụ với những con Caesar tiên phong để có thể phá hủy vài công trình của bọn họ. Để coi coi với cái đại lộ Caesar này bọn mình có thể nào nhận được mình ít nhất là một đường lính siêu cấp hay không. Đây nó vẫn đang là một ẩn số. Nãy giờ có vẻ như chúng ta tập trung khá nhiều vào những cái pha combat, cho nên cái tốc độ tăng trưởng về mặt lượng vàng của bọn mình đã bị trì trệ đi kha khá. Chắc có lẽ chúng ta sẽ phải tiết chế, chúng ta sẽ phải cân bằng trở lại để sớm đạt được 30 điểm nội tại của món đồ đi trưởng. Những người anh em của tôi đang tiến hành Get Together đi cùng với nhau. Chúng ta đang có cùng chung một cái ngưỡng vọng là phá hủy đi những công trình trụ cuối cùng của bọn họ và nhận về ít nhất một đường lĩnh siêu cấp. Hãy cẩn thận nha Xeonat, lượng máu của ta không còn nhiều, rất có thể sẽ bị headshot đó. Thằng Triệu Vân núp bụi cỏ nè bạn ơi, núp con két gì nữa bạn ơi. Các người đồng đội của bọn nó đang ở một trạng thái là tê tâm liệt phế rồi. Cánh cửa đến với chiến thắng của bọn chúng đang ngày càng bị khép lại. Nếu như vẫn không có bất kỳ một tín hiệu tích cực nào cả thì ván game này sẽ chấm dứt đâu đó khoảng những 4 phút nữa mà thôi. Một câu khẳng định chắc nịch của đệ tứ là như vậy. Thế phòng thủ của bọn nó vẫn đang là tốt, lượng máu chúng ta đang bị bòn rút đi khá là nhiều. Và sự lựa chọn của bọn mình sẽ là gì? Lui về một nhịp, hàm dưỡng một xíu, chờ đợi con Caesar kế lùm cái đại lộ Caesar rồi đẩy thẳng vào nhà chính của bọn họ, hay là ở lại nơi đây và biến nơi đây trở thành một cái chiến trường lộn thịt?
tất cả lượng sát thương đều đã được xe rình ra. Chúng ta không còn đủ sinh lực nữa để thực hiện một cái pha giao chiến hộ báo. Những tình huống comeback này nó mang một cái tính chất là luôn có được cho mình cái ngưỡng an toàn nhất định. Chúng ta luôn có một cái động thái quan sát thật là kỹ vào những cái vị trí sát thương chủ lực của bọn họ. Và tụi nó khá là cáo già, tụi nó luôn ở một cái trạng thái phòng thủ và những con mắt ưng trảm nó luôn tạo ra một áp lực cho cái cách di chuyển của bọn mình nó không được tự tin một xíu nào cả. Thôi lui về xíu các bạn ơi, cho nó chắc cú, không thôi đội quần nó nhục lắm mà. Tôi đang cố gắng farm thật là nhiều để sớm đạt được cho mình 30 điểm nội tại. Để sớm lên được cho mình một cây năng nữa thì sát thương chuẩn của bọn mình sẽ rất là dữ. Sát thương chuẩn đang đâu đó khoảng chừng 1.300 rồi nha. Bọn chúng đang cố gắng ép tụi mình giao tranh minimap. Thấy được rằng bọn chúng đang quá đông, đó là một thế bánh mì kẹp thịt không mỏ một xíu nào cả. Mất đi một tóc biến thì có thể bảo toàn mạng sống. Nhận được cho mình cái sự bảo toàn để lộn, nhận được cho mình cái sự bảo an phò tá đến từ bạn Toro. Tôi nghĩ rằng Serena sẽ có thể lưu về hàm dưỡng, lưu về xíu đi. Ô, Rio Ma tới rồi má ơi, trời ơi. Tại sao cô ta lại nằm xuống ở thời điểm nó khá là quan trọng và nhạy cảm như thế này cơ chứ? Bọn chúng đang di chuyển cùng với nhau và chúng ta sẵn sàng chơi chưa? Tôi đang đầy đủ lượng máu nha bạn ơi, cố gắng che chắn không được rồi. Vụ dịch chuyển sang bên kia, dùng đây mình cuối là lồng kiếm sát thương chuẩn đang bùng nổ và nó đang khiến cho hai tên mình bị tuyệt mạng rồi. Dịch chuyển vào trong bụi cỏ, mất tầm nhìn không sao cả, chiêu vẫn đang đủ. 20 giây nữa, Mu đang tạo ra một áp lực tâm lý dành cho bọn họ. Con bùa này sẽ bị tôi kiểm soát. À, tàn hình của nó kìa, mất đi mình cuối rồi. 10 giây nữa sẽ hồi đi mình cuối, đó là lúc mà ngày tàn của thằng Esu sẽ tới rồi đó. Được không đây, 5 giây nữa bạn ơi, lụm một tóc biến của nó rồi. Ôi, rút lui xíu đi anh em ơi. Thằng Rio Ma lượng máu nó không còn nhiều đúng không ạ? Mọi thông tin di chuyển của bọn mình đều đã bị truyền tống lên cả rồi. Thằng Rio Ma nó sẽ phải trả giá cho cái hành động ngạo mạn của nó. Trời ơi, tôi nhảy qua bụi cỏ mà nó vẫn đủ sức để có thể trảm sát được tôi cơ à. Anh em nó mất tiêu rồi, coi chừng nha bạn ơi. Giật bắn nè, ăn phải một pha chón nè, hỗn mang tiễn nè, ưng nhãn được độ ra, bùm chiếu, ngon quá rồi. Esu, anh ta đã bị thâm mặt, anh ta đã bị tiêu hóa rồi. 32 giây nữa là thời điểm rất quan trọng trong ván game này. Seiza bầu chúa phút thứ 15, nó có dành cho bọn mình một cách dễ dàng hay không đây? Câu trả lời là chưa biết nữa. Một câu từ được xem là khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn sơ thì sẽ thấy là như vậy. Nhưng nếu như mà các bạn nhìn kỹ thì tôi đang tiếp thêm nhuệ khí, tôi đang khích tướng cho tụi nó, giúp cho ván game này trở nên kịch tính và thú vị hơn. 15 phút đã trôi qua và để coi cả hai bên chênh lệch bao nhiêu ha. Lượng vàng ok, 4.000 vàng nha bạn ơi. Người chơi mà đang xanh sau nhất bên phía mình kia đó chính là bạn Esu. Và sứ mệnh của tôi vẫn là như vậy, bằng mọi giá phải làm sao mà tiêu diệt đi cái thằng Esu càng sớm thì càng tốt. Xeona đang được bắn nhưng có một con mắt nào đó đang đặt tại nơi kia và clear đi cho mình con mắt đến từ đèn Kali. Cô ta đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình để phá mắt luôn à. Ủa quá vui. Tại sao lại nằm xuống ở cái thời điểm được xem là quan trọng và nhạy cảm như thế này cơ chứ? Chúng ta đang bị thiếu người với cái sự vượt trội hơn, với cái phần nhân lực bọn chúng đang chủ động hơn. Và kế hoạch của bọn chúng là cố gắng ép tụi mình giao tranh đó, đừng để mắc bẫy nha các bạn ơi. Và không bỏ một xíu nào cả, sinh mạng của anh em đang dần dần bị rê ra cá đi. Nổ đến từ thủy thần của thằng Rep nó quá khó chịu, tôi tới rồi đây. Và đây là lúc mà thời điểm Outer Tram chúng ta bắt buộc phải chơi thôi. Long kiếm được dòng chất ra, mặc dù nó có điều gì mà cái liền mà khống chế liên tục. Gen CC được dòng chất không còn nghi ngờ gì cả, đây chắc cú là một dấu chỉ cho thấy được rằng chiến thắng sẽ dành cho tất cả các đội sau mình là tất thành mà thôi. Ngon quá rồi. Sứ mệnh của tôi đã hoàn thành khi mà chúng ta đã có thể đốn hạ được cho mình xạ thủ và pháp sư của bọn họ. Đã có thêm được mình cái không gian và thời gian an toàn hơn một xíu để chúng ta quan sát kỹ hơn tại con Seiza tại nơi đây. 15 giây, 12 giây, 22 giây nó là đủ để cho chúng ta ăn ra cho mình con Seiza lúc bây giờ hay không? Câu trả lời sẽ là rất mạo hiểm. Và chúng ta sẽ lựa chọn một giải pháp an toàn hơn là chờ đợi một cái pha comeback thắng lợi nữa. Chúng ta chưa đủ tự tin để thực hiện công tác sơ tái con Seiza lúc bây giờ. Esu còn 7 giây nữa sẽ được ra. Và bọn chúng biết được rằng Seiza sẽ trở thành một cái điểm nóng và bọn chúng sẽ không để yên cho bọn mình ăn con Seiza dễ dàng và nhàn hạ như vậy đâu. Nhưng chúng ta cần lắm một cái động thái quyết đoán tự tin hơn, cố gắng câu kéo chiêu thức nhà nha bạn ơi. Che chắn lại rồi, anh em quất nó đi anh em ơi. Seonat đang dần ra, tiếp biển đang tới, tung bê về một nhịp cái đã. Anh em có thể nào chống cự và cầm cự nói hay không đây? Ta đang còn 4 người trên bản đồ, Toro cũng đã bị vô hiệu hóa luôn rồi. Tóm lại là tụi mình chỉ còn 3 người tại nơi kia. Kali đang phát huy cái sở trường Flanger của mình, cấu rỉa và đã có thể hoại diệt đi sức mạnh của Esu rồi. Tốt lắm bạn ơi, rồi bây giờ lụm con Seiza cái nào. Rồi sau đó đẩy thẳng vào nhà chính của bọn họ luôn đây nè. Nhưng lúc này đây chúng ta không thể nào ăn ra cho mình con Seiza nữa. Nhưng khi những người đồng đội của chúng ta đang dần dần bị băng hoại cả đi. Phỏng vấn được một tóc biến của bọn họ và Eri về giai đoạn cuối game. Chúng ta sắp sửa lên được cho mình 2 cái năng, lên được 2 cái năng rồi. Thì không còn cửa thắng dành cho bọn chúng nữa, không còn đường về. No way home dành cho các thằng Rep tại đây đây. Win. Cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video. Hẹn gặp bạn ở số video vào lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Này thì Esu hả mày?